là bắt đầu em tẩy trang cái chai này. Cái chai này á, là nó là chiết xuất từ hạnh nhân với kỷ tử, cho nên khi mà mình tẩy trang xong cái mặt mình không có bị tái, tái mét tái ghê lắm ha, cái mặt tái mét tái ghê lắm, không có nên như vậy. Cho nên mình phải mua cái chai tẩy trang này. Cái chai tẩy trang này mình lắc đều là hai thể nó cộng thành một thể đó, hai thể nó tạo cộng thành một thể nè đó, cái chai nó vậy. Xong mình mới xịt ra cái bông gòn, mình chùi nguyên cái mặt, mình tẩy nguyên cái mặt, mình tẩy luôn mascara nha, vì cô đang vuốt mascara chứ không có dán lông mi nha. Đó đây vuốt mascara đó, cho nên là tẩy trang bằng cái chai kỹ tử này ha. Kỹ tử này làm hồng da không có làm tái da. Sau khi tẩy trang này xong thì chúng ta sẽ rửa mặt ha. Mình có hai loại rửa mặt, giúp giùm em là hai loại rửa mặt. Một loại là thải độc tố, nó là bong bóng, thải độc tố nó rút từ trong da ra, nó bong bóng, nó sùi sùi sùi, nhưng mà em không có sinh được chữ thải độc tố trong này, nó chỉ là sinh được chữ bong bóng, là tại vì sao, nó sùi bong bóng nhỏ xíu xíu, nó rút 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 trong da ra. Một là chai này, sau khi tẩy trang rửa mặt bằng chai này, hoặc là rửa mặt bằng xoàn đen Black Diamond mình đen này, bỏ vô, nó có hai đầu chà, quý vị chào này hoặc chào này, chà 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 chà, chà lên rửa tới cái bàn chải đó, quý vị mua cái bàn chải chi tốn tiền, nó cũng bàn chải như vậy luôn đó. Đây là massage cho không có bị mà hột ở đây đó, chà chà chà. Xong cái này giúp giúp giùm em là một, rửa một trong hai cái chai này, rửa một trong hai cái chai sữa rửa mặt này, sau đó là tẩy, mình tẩy trang trước xong mình rửa cái này.